Good morning everybody. Tối hôm qua chị Nhung với Thiên Thư có hẹn với nhau là sáng nay sẽ cùng ăn sáng, tập thể dục và làm bếp nữa. Chị Nhung đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà không biết là Thiên Thư đã dậy chưa. Bây giờ các em cùng qua phòng xem với chị Nhung là Thiên Thư đã dậy chưa nha. Hello, chuẩn bị từ sáng rồi. Wow, hai bất ngờ với em thật sự luôn á. Bình thường em dậy rất là trễ, mà hôm nay dậy sớm mà còn đúng hẹn nữa mới ghê. Ra mà hai nói là làm. Vậy thì hai chị em mình xuống ăn sáng đi, hai đói bụng quá. Cười. Let's go. Sáng nay hai mình ăn gì ta? Ăn mì gói đi. Trời đất ơi, một ngày sống khỏe giùm tôi một cái đi. Thôi hôm nay mình ăn ngũ cốc nha, được không? Ok, để em lấy cho hai. Ok, cảm ơn em. Hôm nay Thiên Thư giỏi quá các em ơi. Lâu lâu em tôi nó phục vụ cho tôi một bữa. Mẹ thấy ngon, chị Nhung thì mình sẽ múc nhiều, còn mình sẽ múc ít. Ok, bây giờ mình bỏ sữa vô đi là xong. Cái món ăn này rất là đơn giản các em, chỉ cần lấy ra mình cho sữa vào nữa là xong rồi. Sao hai làm nó không đổ vậy? Thì hai làm lúc nào cũng không đổ, còn Thiên Thư làm là nó văng ra ngoài hết các em ơi. Ngon quá à. Sáng giờ chị hai đói bụng quá trời đói luôn á. Ok, được rồi đó. Mình qua bàn ăn thôi. Hello, đây là phần ăn buổi sáng của mình. Chị Nhung không nói được luôn. Đói quá rồi. Vô, chúc mừng buổi sáng hai chị em mình dậy sớm ăn sáng cùng nhau. Yeah. Nếu như bạn nào muốn giảm cân á thì hãy ăn sáng giống hai chị em mình nha. Chỉ cần ngũ cốc với sữa thôi, bảo đảm đầy đủ năng lượng mà còn được giảm cân nữa. Nó các bạn ơi, em nghĩ là bây giờ em với hai lên nghỉ chút mà mình tập thể dục đi hai. Ừ, đúng rồi đó. Tại vì khi mà ăn xong rồi thì các em cũng phải đợi cho nó tiêu một chút rồi chúng ta mới tập thể dục nha. Let's go. Let's go. Làm gì lên làm phòng làm gì? Mình coi phim đi. Đúng, mình coi phim ma. Đi thôi. Trời ơi, Thiên Thư đã chuẩn bị sẵn đồ tập luôn rồi. Ghê. Yeah. Sao? Phim ma nào mở đi. Quỳnh lập tiếp hả? Mình sẽ coi tập mới tên là Trực Đêm các bạn. Trời ơi. Là mình coi buổi sáng á, chứ nếu mà coi buổi tối là ghê lắm Thiên Thư ơi. Tối hôm qua mình rủ chị Nhung mà chị Nhung bùng kèo mình các bạn. Đủ hả? Ừ, rủ bùng kèo tiếp, không hiểu sao luôn. Ok, bây giờ các em cùng xem với hai chị em mình nha. Được cắm nhiều nhé nha. Em làm chị hai hết hồn luôn á Su. Trong 20 phút xem phim thì chị Nhung nghĩ là bây giờ mình cũng đã tiêu rồi đó Thiên Thư. Bây giờ chị hai qua phòng thay đồ tập, em chuẩn bị luôn đi nha. Trời ơi, còn buồn ngủ kìa, tập đi sẽ tỉnh liền. Ta-da, chị Nhung đã thay đồ tập rồi nè, chuẩn bị một cái thảm và mang giày luôn rồi. Bây giờ không biết là bà Thiên Thư đã chuẩn bị đồ tập chưa? Xong chưa em ơi? Xong rồi. Ờ, hay quá. Ok, bây giờ mình sẽ tập bài gì đây giờ đây? Mình sẽ tập bài 10 phút đốt mỡ. Hôm nay thì chị Nhung sẽ cho Thiên Thư quyết định là sẽ tập bài gì theo cái năng lực của Thiên Thư. Tại vì nếu mà tập những bài nặng quá thì Thư sẽ không có tập nổi với chị Nhung. Hai chị em mình đã tập xong rồi đó. Mỗi ngày thì các em nên tập khoảng 10 phút cardio. Nói chung là làm sao để đốt mỡ cho mình. Bây giờ thì... Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao nằm luôn vậy? Chơi không? Chơi thách không? Lâu rồi hai chị em mình không thách. Hôm nay chơi thách gặp bụng đi. Chơi thách gặp bụng không? Sao vậy? Em mệt sao chơi nổi. Hay giờ hai chị em mình xuống tủ lạnh lấy sữa lúa mạch Bifast uống đi. Rồi có sức chơi. Ok không? Ok. Đi hai. Em mất sốt rồi đó. Trời ơi, đi từ từ nha, coi chừng té cầu thang nha. Thôi, ghê vậy. Gần đây thì hai chị em mình nó rất là thích uống sữa lúa mạch Bifast. Trời ơi các bạn ơi, mình uống xong là mình thấy có sức lực để mà tập tiếp luôn mọi người. Em là em thấy em uống xong là em có thể em tập tháng 2 luôn á.
cái vị sô cô la các em thơm ngon, rất là dễ uống luôn. Mà vị sữa con ngọt thanh không hề gắt cổ với bạn. Và cái sữa này rất là phù hợp cho các bạn nhỏ, nào là bổ sung chất xơ nè, canxi nè, omega 3 nè và khoáng chất, nói chung là nhiều chất lắm các em. Mỗi lần tập thể thao hay là sau những giờ học mệt mỏi thì Thiên Đường thấy mình nên uống một miếng nữa, cảm thấy sảng khoái và mát lành hơn nha các bạn. Đúng rồi đó các em, tại vì được chiết xuất từ các loại đậu mát lành cho nên là khi chúng ta uống nhiều đi chăng nữa thì cũng không hề là bị nóng đâu nha. Hết rồi, giờ khỏe chưa? Thôi. Hiện tại thì sữa đã có bán tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc nên là rất là dễ tìm thấy các em. Nếu bạn nào đã uống thử rồi thì cũng hãy cho chị Nhung và Thiên Thư biết cảm nhận xem coi có giống hai chị em mình không nha. Wow, mát quá. Hello. Ủa đâu rồi? Các em làm giám khảo cho tụi chị nha. Bây giờ chị Nhung và Thiên Thư sẽ gặp bụng 30 cái. Nhưng mà nếu như mà ai mà gặp nhanh hơn thì người đó sẽ là người thắng nha. 1 2 3 4 5 6 7 Giờ Thiên Thư thua 12 rồi. Chị Nhung thắng rồi. Thích ra Nhung rồi. Chị Nhung thua. Yeah. Thiên Thư không cho chị Nhung gặp nữa. Nhưng mà cái số lần thì chị Nhung đã thắng Thiên Thư rồi. Và nó giỡn thôi chứ chơi cái này không thắng thua gì đâu các em ơi. Tập vậy là cũng đã giảm được mỡ bụng rồi đó. Hai chị em mình cảm thấy rất là sảng khoái và khỏe khoắn sau khi mà tập thể dục xong. Thì bây giờ sẽ xuống làm bò với lại salad để ăn. Hôm nay thì Thiên Thư có dành nấu cho chị Nhung không? Em sẽ làm nấu chứ. Hôm nay các em thấy chị Nhung biếm tóc quá xinh luôn nè. Nếu mà xinh thì cũng hãy cho một cái like và subscribe cho hai chị em mình nha. Lúc nào Thiên Thư cũng chơi chị Nhung xấu á, Nhung buồn lắm em. Chị Hai đã mua sẵn đồ hết rồi, bây giờ em lấy ra giùm Hai đi. Đây, đầu tiên thì mình sẽ lấy hết salad ra các bạn ơi. Cà chua bi và bò. Mình cần phải có dưa leo nữa, em quên lấy dưa leo rồi nè. Bây giờ em đảm nhận việc nào? Em sẽ rửa hết với cái đống đồ này. Chị Nhung sẽ ướp bò. Đáng lẽ là cái công đoạn này phải cho anh Phong ướp mới ngon á các em. Nhưng mà hôm nay thì anh Phong đang xử lý đồ, không biết là có xuống làm được không. Bây giờ chị Nhung sẽ ướp bò nha. Không biết là có ướp ngon bằng anh Phong luôn nữa. Trời cái gì vậy? Ba dặn muối nó còn không ra nữa. Ba đi ướp vậy. Dặn muối còn không ra mà đi ướp. Thì từ từ nó ra, anh làm mày dữ vậy? Em cầm cái đó là sao mà nó ra? Thua rồi. Bây giờ anh muốn làm sao? Để anh làm cho ông ơi. Trời sung sướng quá. Ở nhà mình có đầu bếp bò mà nãy giờ mình không suy nghĩ ra là mình kêu đầu bếp xuống làm. Nè, anh dặn sao? Nè, em cầm em tì ra chút xíu, nó ra nè. Wow, chuyên nghiệp chưa mọi người? Nó dạ, dặn thôi. Em làm bò ăn với lại salad nè. Nãy giờ chị Nhung mình làm đúng đàng hoàng mà chị Nhung nói mình làm không có đàng hoàng, mình mệt quá mấy bạn. Trời ơi, em coi á, Thiên Thư á, cắt ra mà như dục rau vậy đó. Các em cắt xong ta bỏ nhẹ nhàng thôi. Mạnh bạo dễ sợ luôn á. Cắt người ta đó thấy chưa? Cắt đàng hoàng luôn nha. Đúng rồi, khi mà mình ăn salad thì các em nên cắt khúc khúc như thế này nha. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Xong chưa anh? Ướp xưa? Dạ, muốn ăn bò lát hay là bò vuông nhỏ? Em nghĩ salad thì mình ăn với bò dài dài á, mình gắp dễ bò hơn. Bò slice, ok. Dạ. Trời ơi, đầu bếp chuyên nghiệp nói cái là hiểu liền luôn á các em. Thiên Thư sẽ cho dưa leo lên nữa là xong rồi. Ê, thấy mình có giỏi không? Mình làm xong với một cái thố rau luôn trong khi chị Nhung và anh Phong chưa làm xong. Rồi, bây giờ anh Phong sẽ áp chảo giùm chị với lại Thiên Thư nè.
em mình sống khỏe ghê không nè. Ăn sáng thì cũng ăn kiểu healthy, tập thể dục, rồi bây giờ ăn salad với bò. Hôm nay em cảm thấy em làm em ăn ngon không Xu? Bò mềm quá, mình trộn với rau nhiều quá, ăn ngon lắm. Rau ngon quá, rau em làm ngon quá. Trời gì? Thiên Thư làm cà xong để cuốn luôn. Ồ, ăn gì bổ. Vậy mình phải lấy ra mới ăn được. Nói chung á, dạ bò thì ăn hai làm cũng ngon thôi, không ngon lắm. Nhưng mà rau lại ngon đúng không? Rau ngon. Ừ. Biết thì thương rau rồi đó. Chị Nhung tưởng là hôm nay chị Nhung sẽ làm bò, nhưng mà không ngờ anh Phong cứu giúp giùm. Anh Phong làm bò ngon. Buổi sáng á, hồi giờ em mình ăn ngũ cốc. Thì buổi trưa thì các em nhớ là khi mà mình ăn phải có một cái gì đó đạm. Hay chụp thịt bò cũng được, thịt gà cũng được. Mà ăn heo thì các em phải ăn rau nhiều thế này nè. Dạ, cảm giác hôm nay là một ngày lành mạnh nhất của hai chị em mình đó, Kim Thư. Nhận phải nói là cái bò nó thấm với lại rau ha, cái vị chua chua ngọt ngọt, ăn vô cảm thấy là mát miệng lắm các em, mà nó có một cái chút béo béo của bò nữa, trời ơi nó ngon muốn xỉu luôn á. Sau khi mà ăn xong rồi thì bây giờ hai chị em mình sẽ tự do, tại vì hết ràng buộc nhau rồi. Và nếu như các em thích buổi sáng ngày hôm nay của hai chị em mình thì hãy nhớ cho hai chị em mình một cái like, share và subscribe để ủng hộ hai chị em mình ra thêm nhiều video mới nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Nhớ follow kênh của mình nha các bạn. Thì Thiên Lương Channel. Ok.